chỉ tự giác thôi. Đi một chiếc xe dê rất là nhỏ. Còn những cái bậc mà đại thừa Bồ Tát đó, đi những cái xe trâu rất là lớn nha. Tại vì cái xe trâu này nó lớn, nó có thể là vừa mình cởi mà mình vừa có thể cứu độ chúng sinh nữa. Do đó những vị đại thừa Bồ Tát mới có thể thêm cái chữ là giác tha. Tự giác đây là tiểu thừa, chỉ tự giác độ mình thôi. Rồi giác tha là độ mọi chúng sinh là đại thừa. Do lục độ vạn hạnh viên dung thì giác hạnh của mình mới viên mãn, mới thành Phật. Bởi vì vậy trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy các vị A-la-hán là các ông chỉ mới đến cái quá thành mà thôi. Có nghĩa là tiểu niết bàn, một cái vô dư niết bàn. Mà vô dư niết bàn thì nó là quá thành, nó chưa phải là bảo sở. Bảo sở là phải thanh tịnh niết bàn, là chỗ mà kêu là vô không còn tịch diệt nữa. Vì vậy mà khi mà Đức Phật nói về cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói về cái chỗ sở đắc của các chư A-la-hán còn thấp quá, mà tất cả gần 5.000 vị tỳ kheo A-la-hán đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, không muốn nghe. Tại vì hồi đó về chấp cái sở đắc của mình, chấp cái sở chứng của mình. Bây giờ bị Đức Phật gọi đó là quá thành, thì làm sao các ngài có thể ngồi lại đây mà nghe? Nam Mô A Di Đà Phật. Do đó trên đường tu nhiều khi mình chấp chặt vào một cái điều gì quá, thành ra cái điều chấp đó nó che đi cái bổn tánh của mình. Tu là phải tự tại, tu chứ tu mình phải được cái tự tại trong bản tánh của mình. Tu mà còn bị chấp chặt, tu mà còn bị trói buộc thì thà đừng có tu. Bởi vì mình tu như vậy thì không đúng. Do đó thầy cứ nói, nếu mà tu mà còn sự trói buộc, sự mà không được viên dung trong bản tâm, thì thật sự thầy cũng cởi áo cà sa ra, thầy không tu. Tu như vậy để được cái gì? Tu là mình phải đạt được cái tự tánh thanh tịnh, mình phải đạt được cái trí vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thương xót muôn loài vạn loài, như vậy mới gọi là tu. Chứ tu để một mình lên cảnh giới niết bàn, tu để làm gì? Tu như vậy thầy cũng không tu. Tu để mà thị hiện độ tất cả mọi chúng sinh, thầy được cái gì chúng sinh được điều đó thì thầy tu. Chứ còn nếu mà thầy được chúng sinh không được, thầy không tu. Tu điều đó thầy thấy rằng nó không có đúng pháp của thầy. Do đó mà thầy phải thị hiện ở mười phương pháp giới, tùy duyên của chúng sinh mà thầy thị hiện, để mà thầy quá độ, để cho xong cái bổn nguyện của thầy. Bởi vì bổn nguyện của thầy là bổn nguyện độ chúng sinh. Do đó mặc những ai khen, những ai chê, những ai phỉ báng, những ai có thể nói là làm những cái điều trở ngại với thầy, thầy vẫn cố gắng thầy bước qua. Bởi vì tâm niệm của thầy là tâm niệm độ sinh. Cái sự độ sinh rất lớn thầy dán ở trên cái trán của thầy. Do đó thầy không sợ bất cứ những cái trở ngại nào mà nó ngăn bước của thầy đi. Đó là mình biết tu cho mình và biết tu để mà độ tất cả muôn loài chúng sinh. Cái gì có thấy những vị đại Bồ Tát nào mà tu xong lên ngồi ở trên cái niết bàn tự tại an hưởng không? Đến ngày Quán Thế Âm, ngài còn phải ứng hiện 32 cái ứng thân để mà độ chúng sinh trong thập phương. Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài phải thị hiện ở tại cái cõi cảnh giới là âm u để mà độ tận cái chúng sinh ở địa ngục. Bồ Tát Địa Tạng là một người mà thầy nói rằng có thể nói là trong cái lịch sử của các chư Bồ Tát chưa có vị nào dám thệ một cái câu thệ lớn như vậy. Địa ngục vị không thệ tất thành Phật. Địa ngục vị không, chừng nào mà địa ngục mà không còn một cái người nào vào nữa thì tôi mới thành Phật. Cái câu này thầy bảo đảm không ai dám hết. Nếu mà người nào mà chưa có hẳn chứng được cái thực tánh thì chắc chắn là không bao giờ dám phát lời cái đại nguyện lớn như vậy. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng ở cõi âm phủ, ở cõi của những cái sự ác, thì ngài Địa Tạng là Bồ Tát. Bởi vì ở đó vẫn còn chúng sinh đau khổ, thành ra ngài thị hiện Bồ Tát. Như vậy thì ở những cái cõi giới mà không có những cái người mà thọ tội thì ngài thị hiện gì? Thì ngài là Phật, phải không? Đâu có gì lạ đâu. Do đó cái cảnh cực lạc của Đức A Di Đà, ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài đi đến đi lui giống như là một cái người mà kêu là quen thân ở cõi cực lạc đó. Không ai ngăn cản. Ngài muốn tự do đi đâu cũng được. Những cái bậc mà đẳng giác Bồ Tát trở lên, các ngài đều có du hí thần thông.
ngồi một chỗ nhập vào trong cái định duy hí thần thông, các ngài đi hết mười phương thế giới. Những bậc A-la-hán không có duy hí thần thông. Do đó quý vị thấy rằng các chư Bồ Tát thể hiện mười phương, nhưng mà đâu có cần phải rời cái bước chân khỏi ngay chỗ cái tịnh cư của mình đâu. Các ngài chỉ nhập vào ở trong cái du hí thần thông tam muội là các ngài đã ứng thân tại đó rồi. Phần này nếu mà quý vị tu thì quý vị cũng sẽ được như vậy. Ai tu được chính được như vậy hết, chứ không phải là các vị Bồ Tát mà được như vậy. Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm, đường ngôn ngữ bạc chẳng phải xưa nay. Câu này thì Tam Đệ Tam Tổ có ý nói là khi mà tính tâm của mình và cái sự tin của mình, tin này là tin cái gì? Tin này là tin là mình có đủ khả năng thành Phật. Phật đã thành thì mình sẽ thành. Bởi vì Phật thị hiện ở tại cái nhân gian này cũng bằng máu xương thịt của một người, của một cái chúng sinh nhân loại. Thì mình cũng thị hiện như vậy. Thì bây giờ Phật đã thành thì tất nhiên mình sẽ thành. Người nào có tính tâm này thì trước hay sau gì cũng sẽ thành Phật. Khi mà tính tâm mình đã tròn đủ rồi đó, thì cái tâm của mình nó không còn khao khát nữa. Nó không còn mong cầu nữa. Nó không còn nữa là mong để được học hỏi cái điều này, điều khác nữa. Tại vì nó đủ rồi, nó tròn rồi. Giống như là quý vị ăn cơm vậy. Quý vị ăn cơm mà no rồi, có người khác đem những cái thực phẩm mà thượng diệu đến với quý vị cũng không ăn nổi nữa. Và tại vì người no là vậy đó. Thành ra cái người tu mà tính tâm chưa đầy đủ thì họ còn chạy đông, chạy tây, chạy nam, chạy bắc để họ đi tìm Phật. Còn nếu mà tính tâm đã đầy đủ rồi thì họ không cần bước ra khỏi cái chỗ am của họ nữa, thì họ cũng thành Phật nữa. Thành ra quý vị thấy người nào mà vẫn còn dân du chạy đây chạy đó là quý vị biết rằng cái tính tâm họ chưa viên mãn, họ chưa đủ. Có nghĩa là cái bữa cơm của họ, họ ăn có nửa bụng thôi, còn nửa bụng họ phải đi kiếm chỗ khác họ ăn, chưa được no. Khi mà tính tâm của quý vị đầy đủ thì sự phân biệt tà chánh, sắc không yêu ghét nó trở về, nó trở thành những cái chân tánh hết. Bởi vì dùng cái vọng tưởng mà mình đi vào trong cái phân biệt của cái nhị nguyên, quý vị sẽ bị nó trói buộc. Chứ còn mình dùng cái tâm chân như đi vào nhị nguyên thì đây là dư dụng của bản tâm để cứu độ chúng sinh. Chẳng hạn như ngày hôm nay, nếu như thầy nói rằng cái ngôn ngữ nó là một cái sự mà trói buộc thầy, thầy không dùng ngôn ngữ, thì ai sẽ là người thuyết pháp độ sinh đến quý vị đây? Thành ra cái ngôn ngữ nó là dư dụng của chân tâm. Cái phần này quý vị phải suy nghĩ cho thật kỹ. Bởi vì khi mình chưa có thành đạo đó thì tất cả là vọng tưởng, là tại vì quý vị dùng cái thức, mà quý vị trong cái thức á, thì nó có cao thấp, nó có phân biệt, nó có yêu thương trong đó. Còn trong cái sự mà trí của quý vị đó, khi mà quý vị đã đi vào trong cái trí rồi đó, thì ở trong trí này nó chỉ là một cái biểu tình thương thôi. Bởi vì tình thương thành ra quý vị mới phải dấn thân, quý vị mới đem những ngôn ngữ của tình thương mới ban đến cho mọi người. Quý vị nên nhớ rõ điều này. Thức và trí nó khác biệt. Cái người mà đi vào ở trong cái bản tánh chân như rồi thì người ta dùng cái trí huệ, chứ không phải là dùng thức. Bởi vì cái bất nhị là do cái vọng tưởng duyên sinh mà nó khởi ra tướng này. Khi mà tâm nó đã thấu được cái sự lý duyên dân thì bất nhị nó biến mất, và đồng thời quang minh của tâm nó sẽ chiếu rọi mười phương. Do đó khi mà quý vị ngồi thiền trong cái cảnh thiền định, mà ngày nào đó quý vị nhập được cái đại định thì quý vị tự nhiên thấy cái thân người của quý vị làm như là nó là một cái ánh sáng. Quý vị không còn thấy thân nữa, cũng không còn thấy tâm nữa, mà quý vị thấy là một ánh sáng, mà trong ánh sáng này nó tỏa rạng, nó sộ rọi khắp mười phương. Lúc đó thì tâm quý vị rất là an lạc, là tại vì đây là cái bổn tâm quý vị nó đã hiện ra. Như vậy thì mình nhìn thấy cái sự chiếu sáng của bổn tâm này bằng cái gì? Không phải là bằng hai cái mắt của cha mẹ sanh, mà bằng mắt trí tuệ của chính quý vị. Người nào tu đều được cái mắt trí tuệ hết. Còn nếu mình nói mà mình không tu thì mắt trí tuệ này nó không khai mở được. Trên cuộc hành trình để tiến về bảo sở là chỗ niết bàn tự tánh thì ngôn ngữ chỉ là phương tiện. Quý vị nên nhớ hiểu điều này. Do đó cái ngôn ngữ nó chỉ là phương tiện, nó là một cái con thuyền pháp để đưa quý vị qua đến cái bờ sông giác bên kia. Khi mà đến rồi thì phương tiện này quý vị cũng phải dẹp bỏ nữa. Không có ai mà lên trên bờ giác rồi mà vẫn còn mang chiếc thuyền, nó nặng nhọc vô cùng tận. Buông ra, buông hết ra.
Mà khi mà cái người không còn bị những ngôn ngữ trói buộc chi phối nữa, người không còn tư duy nữa, thì người đó đã đưa đến vào cái bờ giác rồi đó. Khi mà quý vị còn tư duy, tất nhiên là quý vị chưa đi đến cái cứu cánh tuyệt hùng của chân tâm. Quý vị còn dùng ngôn ngữ để mà quý vị biện bài là quý vị vẫn còn nằm ở trong cái sự chi phối của ngôn ngữ. Do đó ở đây Tổ Tăng Sáng, Ngài mới dùng cái câu thơ là đường ngôn ngữ bạc, chẳng phải xưa nay. Quý vị thấy những cái vết chim không? Nó bay trên trời không? Quý vị có thấy có con chim mà nó bay trên trời mà để lại vết không? Thì cũng như vậy, người đạt đạo không để vết lại ở trên thế gian này. Những người nào mà xưng mình đạt đạo mà vẫn còn để vết trên thế gian này chỉ là cái danh mà thôi. Bởi vì khi ta đến không ai hay, thì khi ta đi thì cũng không cần người chào đón hay là đưa mình đi. Tự mình biết mình đã đi đâu rồi. Khi mình tu mình đã biết mình đi đâu rồi. Thành ra những người nào mà còn ham danh, người ta còn mong cầu dữ lắm. Mong cầu rằng tới đâu sẽ được người tiền hô hậu ủng. Mong cầu khi mà nhắm mắt xuống thì được ba ta tất cả tăng sĩ toàn thế giới đến mà để đưa tiễn mình. Đó là cái vết đó. Đó là người đã chết mà vẫn còn để là vết. Giống như là chim bay trên trời mà vẫn để là vết. Khi mà người tu mà lìa được cái tướng văn thuyết, tức là đạt được cứu cánh đại định. Quý vị thấy không? Bây giờ nói đại định thì đó. Cái tướng mà Tam Tổ gọi là cái tướng mà lìa được cái tướng văn thuyết, là tướng ngôn ngữ đó, là quý vị được vào trong đại định rồi đó. Thì khi mà quý vị vào được đại định thì sao? Đại định này đó quý vị nên nhớ rằng, đại định này nó khác ở bên quý vị tu sĩ mà tu mà tiệm tu. Bên tiệm tu nó có nhập thiền, nó xuất thiền, có nhập và xuất. Còn ở bên bên đại thừa và thượng thừa đó, là khi mà quý vị lìa ngôn ngữ rồi, lìa tư duy rồi, lập tức quý vị đạt vào trong đại định. Có nghĩa là quý vị không còn xuất nhập nữa. Nghĩa là sự thanh tịnh nó hằng tiền cũ ở trong cái tâm quý vị. Không phải quý vị nói, quý vị làm, quý vị đi, quý vị đứng mà nó mất cái sự đại định này. Bởi vì thầy đã nói quý vị hoài, cái kiến văn giác tri là thấy nghe hay biết, và cái Phật tánh nó không có dính dáng gì nhau hết. Người đã đạt được Phật tánh rồi mới hiểu được điều này. Còn người không đạt được Phật tánh sẽ không hiểu được điều này. Tại vì hầu hết chúng sinh đều dùng thức để mà phân biệt. Mà thức và Phật tánh nó khác biệt rõ ràng. Một cái là thức, một cái là trí. Khi mà quý vị bật cái đường ngôn ngữ thì đạt đến cái đại định, thì lúc đó cái tính tâm minh nó đã biến thành trí huệ. Mà trí huệ của tính tâm minh là gì? Nó là giác. Giác tức là bản tánh chân thật của mười phương chư Phật. Ai Di Đà Phật, quý vị thấy tu dễ không? Nhiều khi mình thấy các chư Phật tu khổ hạnh vậy, chứ bây giờ quý vị đọc qua cái bản tính tâm minh của Tổ Tăng Sáng, quý vị thấy nó đâu có cái gì mà khó đâu. Thầy thấy rằng đọc xong này là quý vị ai cũng có thể thành Phật được hết. Miễn làm sao là mình ráng đừng có nổi niệm vô minh, đừng có nổi những cái vọng niệm lên, thì tự nhiên lâu ngày mình sẽ đạt được cái sự thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bản văn tính tâm minh của Đệ Tam Tổ Tăng Sáng, thầy giảng đến đây là đã viên mãn. Thầy ước mong rằng tất cả các đại chúng có mặt trong room ngày hôm nay đều thông hiểu được ý kinh để tự mình tu hành và tự mình thành Phật đạo. Thầy chỉ là cái người đến đây để mà hướng dẫn quý vị. Còn con đường niết bàn thì chính quý vị phải tự đi. Những gì mà quý vị không hiểu thì thầy có thể vẽ bài chỉ về cái hướng đó cho quý vị đi. Nhưng mà nếu quý vị không chịu đi thì thầy và các chư tổ cũng đều phải chịu thua. Bởi vì niết bàn tự tâm là chính mình phải tự tu. Nếu mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ban cho loài người được một cái niết bàn thì ngày hôm nay chúng sinh đâu còn phải ở thế gian này để chịu cái tứ khổ sinh lão bệnh tử. Do đó, nếu quý vị nào là những bậc lợi căn, những bậc thông minh, thì quý vị nên hiểu rằng thế gian này là sự huyễn ảo, giống như là một cái cảnh của nhà huyễn thực tạo nên, và sau đó nó phải bị diệt. Cái thế gian này nó chỉ trói buộc được những cái người mà hạ căn, những người còn tham sân si đầy đủ, thành ra họ tham luyến cõi trần. Còn những bậc thượng căn họ đã biết rằng đã đến đây
thì phải ra đi. Mà khi đến